Gặp bất kỳ vấn đề gì về tiêu hóa, chỉ cần làm 3 cách này là khỏi. Bệnh về đường tiêu hóa là căn bệnh thường gặp, phổ biến nhất phải kể đến chứng bệnh về dạ dày, đường ruột, hậu môn trực tràng, gây ra nhiều đau đớn và phiền toái cho người bệnh. Có rất nhiều cách để điều trị căn bệnh này, nhưng việc chữa bệnh tận gốc lại chưa được nhiều người chú trọng. Việc lạm dụng thuốc vẫn xảy ra thường xuyên, vì vậy ngày hôm nay, Dr. Trí xin giới thiệu với quý vị 3 cách chữa bệnh về đường tiêu hóa của người Trung Quốc, không cần dùng tới thuốc, không tốn nhiều thời gian, lại có thể trị bệnh từ gốc và làm cho toàn bộ hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Đó là những cách gì và thực hiện như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi video sau đây. Thư giãn, làm dịu hệ tiêu hóa. Đây là phương pháp massage hệ tiêu hóa, kích thích hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, kích hoạt lưu thông khí huyết, làm mềm mô, tăng cường nhu động ruột. Đồng thời, đây cũng là bước đệm giúp các phương pháp tiếp theo có hiệu quả cao hơn. Đầu tiên, người bệnh thoa một lớp tinh dầu mỏng lên trên bụng để việc xoa bóp trở nên dễ dàng, đồng thời cơ bụng được thư giãn tốt hơn. Bước 1. Xoa vuốt bụng. Người bệnh nằm thẳng trên một mặt phẳng, thư giãn thả lỏng cơ bụng. Sau đó, hãy đặt hai tay lên trên rốn, rồi trượt tay lên nhau theo chuyển động vòng tròn từ trái sang phải để làm mềm, nóng các cơ vùng bụng. Bước 2. Xoa bóp cơ bụng. Dùng các đầu ngón tay xoa bóp nhẹ cơ bụng, rồi dần kéo lên cao, sau đó thả xuống. Thực hiện động tác này 5 lần sẽ kích thích lưu thông khí huyết, sau đó dùng bàn tay nhào bóp cơ bụng từ trên xuống dưới 5 lần để kích thích sâu vào bộ phận bên trong hệ tiêu hóa, giúp bấm huyệt trị đau dạ dày hiệu quả cao hơn. Bước 3. Day ấn khung đại tràng. Người bệnh tiếp tục các đầu ngón tay để day ấn nhẹ nhàng vùng bụng dọc theo khung đại tràng, giúp thư giãn bộ phận này hiệu quả. Bước 4. Ấn cơ. Úp hai bàn tay lên phía ngoài của vùng bụng, sau đó ấn lần lượt các ngón tay dần về phía trong bụng, thực hiện động tác này liên tục 3-4 lần. Bước 5. Dung cơ. Sử dụng hai bàn tay để nắm phần thịt ở chính giữa bụng, sau đó nhấc nhẹ lên rồi hạ xuống với tần suất nhanh, mạnh để dung cơ bụng. Bước 6. Lắc cơ bụng. Xoa hai bàn tay cho nóng rồi thực hiện lắc cơ bụng từ trái sang phải và ngược lại mỗi bước 3 lần. Sau đó tiếp tục dùng hai tay nắm chặt hai cổ chân rồi tiến hành dung chân để cơ bụng được vận động một cách gián tiếp. Bấm huyệt túc tam lý. Vị trí nằm ở vùng đầu gối, xác định bằng cách đặt hai tay lên đầu gối. Điểm đầu của ngón tay áp út chính là vị trí của huyệt túc tam lý. Tác dụng giúp giảm cơn đau nhanh chóng, hiệu quả trong điều trị táo bón, tiêu hóa kém, viêm ruột, nôn ói. Cách thực hiện, dùng đầu ngón tay trỏ và ngón giữa của bàn tay ấn vào vị trí huyệt trong vòng 2 phút sẽ có cảm giác căng tức tại chỗ và tê chân. Nên thực hiện khoảng 2 lần mỗi ngày để đạt được hiệu quả giảm đau tốt nhất. Áp dụng đều đặn 3 phương pháp này mỗi ngày, người bệnh sẽ cảm thấy các vấn đề về tiêu hóa của mình như đau bụng, đầy hơi, ăn không tiêu, táo bón sẽ dần được cải thiện theo từng ngày. Áp dụng ít nhất 1 lần một ngày, mỗi ngày không quá 5 phút là bạn đã có thể chữa và phòng ngừa các vấn đề nguy hiểm của hệ tiêu hóa. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào trong quá trình thực hiện, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia của chúng tôi theo số điện thoại 090 884 9669 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Đừng quên đăng ký kênh và bật biểu tượng thông báo hình quả chuông để biết thêm nhiều phương pháp chữa bệnh về đường tiêu hóa hơn nữa.